BG nè, bên anh hùng của Akigiri bây giờ nó quá mạnh anh em. À, Flash cắm chi kích con quái luôn, quái cam mồm luôn, đéo chi kích luôn đó. Đó, cam mồm luôn, im mồm hết. Đéo chi kích luôn, quái đéo chi kích luôn. Đó, quái nó cam mồm hết, đấy, đứng im có năng lượng, rồi đi cây lướt đột phá như du. Đó, giảm đam đó. Quá năng lượng luôn, quái hết năng lượng luôn đó. Ừ, tôi nói hả, nó cầm từ tướng cho tôi quái luôn anh em mà đó. Đứng im, đó, quái chỉ đứng im thôi. Đánh thường hả, đánh thường. Đó, cắm luôn, cắm chi kích luôn. Đồ tối, đó ạc này anh hùng khỏe kinh. Đó, một lượt là xong rồi đó, đột phá siêu cút quýnh một lượt là xong rồi đó anh em đó. Thấy sướng không? Dễ không? Dễ không? Game dễ không? Hả? Cái game dễ không? Một lượt xong luôn, một lượt chết ba con rồi kìa. Đó, tôi nói ạc này anh hùng nó mạnh, mạnh kinh luôn anh em mà. Đó, một lượt chết sạch luôn đó, một lượt, thấy không? Đó, anh hùng mạnh điên luôn. Rồi xong đó, anh hùng đó rút một lượt rồi xong hết. À, qua quái nhân nè, quái nhân mới khổ mà đó, đó nhìn cái cảnh quái nhân. Tớ nói tớ cái quái nhân này hơi cực. Hải này thì con do bên kia đó, cái khiên mực nó nổ ra dùng đam nhanh quá. Rồi nó chi kích ngay hàng chân rồng luôn, hay. Ngu cái sự lựa hay chứ bạn, ngu cái sự chi kích ngay hàng con dương rồng luôn hay gì chứ. Đúng á, ngu cái sự vô chưa gì chi kích ngay hàng dương rồng luôn, chịu luôn rồi. Hả? Đam thì to á, sóc đam thì to á, dương rồng nó không to á, không đủ trụ đủ đam á, nhưng mà nó nổ khiên mực đây nè. Cái khiên mực của quái á, khi mà nó nổ khiên đây nè, nó gây sát thương á, hiểu không? Cái khiên mực đây khi mà nó nổ ra nó gây sát thương thì nó nổ ra chết dương rồng á nhưng mà. Đó mấy nãy khiên nó nổ ra không đó, khiên nó nổ ra nó gây sát thương dương rồng này. Đấy, đấy rồi dương rồng tắt thở chết. Đấy, vậy thôi đó. Đó hậu quả gì không có quý sư. Nhưng mà không có quý sư thì hơi cực. Hơi cực ha, cực đi tháp ấy, nhưng mà khi đó là mới những nằm mãi vĩnh viễn một tình yêu, nhưng mà đi bên anh hùng mà sướng lắm nha. Nó là như vậy á, nhưng mà đi tầm này bên anh hùng, ạc này lên anh hùng với ạc này tháng sau nếu như mà silver chung nó ra đúng, nó ra con Kabuto UR thì ạc này có khả năng combat lại được. Ạc này tháng sau vẫn đủ quý, vẫn đủ bé quay con cái sư UR, vẫn đủ. Nó lộn ra quay con Kabuto UR cùng bé siêu kỹ gì không, đủ hay không thì tôi không biết nha. Bé siêu kỹ tháng này nó phải quay zombie man nè, đủ bé siêu kỹ gì không không biết, coi thử con Kabuto UR như thế nào mấy anh em. Tại bên đây nạp dễ lắm, bên đây nạp còn mua là dễ, đâu bay nạp dễ lắm, nó còn có voucher nữa. Nên là khác.